Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tàu tôi đang chạy sông Trường Giang đây. Vâng, đây là anh Lê Minh Tuấn, anh máy nhất. Đấy. Vâng, luồng ở sông Trường Giang, luồng rất rộng nên là có nhiều mà lại nhiều loại tàu. Ở giữa là tàu biển. Đấy, ở phía bên ngoài là xà lan và ở trong cùng là tàu cá. Đấy. Ở trong nữa thì nó là cảng biển. À, vâng, tôi bật máy quay rồi biết là anh Tuấn anh đứng sau tôi ngại quá. Mà phải là công nhận là cái sông Trường Giang này nó rộng và các bạn nhìn sóng của nó trông thế này thôi, bố cái đò nào mà dám đi được, đi thế này khéo lật đò chết tươi mất thôi. À, xin cảm ơn tất cả mọi người xem video của Đỗ Bảo Đức. Hôm nay ngày bao nhiêu tôi cũng quên mất rồi, hình như là ngày mùng 7 hay mùng 8 gì đấy. Tháng 4 năm 2018. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.